Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thôn Nữ Khmer nha. Hôm nay là ngày thứ ba em ở Phú Quốc. Thì ngày thứ ba em đi qua bên cái này Safari hả? Không, cái này Win Wonder. Đây là khu Win Wonder nè cả nhà. Khu này giống cái khu Địa Trung Hải đó, nó đúng, xây cất rồi, nhìn đẹp. Bây giờ Win Wonder. À, Win Wonder ở bên đó, còn Win Pier Safari là chỗ này. Đây, bây giờ mình đang vào Safari. Bây giờ mình đi vô Safari trước. Vừa xíu quành ra. À, là từ cái Safari nó nằm tút ở trong sâu đó. Đúng rồi. Rồi đi ra là Win Wonder. Đúng. À, hàng chi, em hỏi cái anh book tour, anh nói là gần. Nhưng mà cái đường nó đi ra nó hơi xa tí. Cái đường nó đi vô từ đầu đường đi vô thì nó cách Win Wonder có mấy cây à? 2 cây nha. Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật. Mấy cái xe điện nãy đưa đón là miễn phí hả anh? Là người ta không có đi taxi tour như mình, là người ta đậu ở ngoài rồi đúng người ta đi vô hả? Đúng rồi. Cái không, mấy xe điện đó là nó chỉ là rước của khách ở trên khu của nó thôi. Còn như mấy những người khách mà ở khách sạn khác đi lại là nó không rước đâu. Rước chỉ là khách, hành khách nó ở. Như Vintel, Vinavaces. Tới rồi. Vui vẻ là chính mà hả? Đúng rồi, vui vẻ là chính. Xe anh thì đến cái cổng này. Dạ. Rồi anh sẽ đổ đây, rồi anh mời hai em di chuyển vào cái cổng trên bên trong. Dạ, để em lấy vé luôn. Tương nó nè. Dạ, là mình ở đây anh nha. Cái khu bên trong Safari này là sẽ bớt miễn phí ở bên trong này. Dạ. Còn mình cái khu vực du chỉ là khu vực phía ngoài này. Mình muốn đi vào tới đây là phải đi qua khu này. Mình muốn đi bộ hoặc đi xe tùy vào mình. Đi bộ thì mình có lối tắt ngắn nhất là mình đi thẳng đây với em. Tới ngã ba đầu tiên rẽ phải. Ngã ba thứ hai rẽ trái, sau đó đi thẳng lên khoảng 5 tới 10 phút là đã tới. Rồi tới đây cái thôi là mình có xe bus. À chờ ở đây. Dạ. Rồi ở đây luôn anh nha. Ở ngoài từ cổng chính mình đi vô á là có cái anh hướng dẫn khúc này nè mọi người. Anh hướng dẫn khúc này nè, sẽ hướng dẫn mình chỗ lối đường đi, mình mới biết đường đi nha. Chỗ này nếu mà mình không nghe hướng dẫn là mình đi lạc á. Dạ đúng rồi, cũng giống như xe buổi sáng là
Mà em không có zoom được. Chắc phải thoa kem chống nắng cho nó quá. Vòng vòng này làm cái hồ lớn lắm luôn á. Con đực nó có cái bờm lớn ở xung quanh cổ cả nhà, còn con cái thì nó không có. Xa quá trời cả nhà không thấy. Cái con này nó con như thế. Bây giờ mình đi qua chỗ khác nữa nha. Con bự với cái con nhỏ xíu, chắc con của nó mới đẻ thôi. Vú của bà sẽ kìa. Có một con, hai con à. Hết rồi.
Bye bye cả nhà.